thì có rất là nhiều khách hàng hỏi nhà lửa Việt đó là khi anh chị mà mua cái kim mua sét á mà chở lên trên đường gặp trời mưa thì có bị sét đánh không? Câu trả lời là có nha anh, sét đánh chết á, sét đánh chết á. Nó là nói đùa nha. Trên thực tế đó, là cái kim muốn hoạt động được thì nó phải có hệ thống như mình nói, tức là nó phải có cái dây hót sét và còn tiếp địa. Còn bình thường á, khi mình chở cái kim đi trên đường thì nó giống như một cục sắt bình thường thôi, nó không có cái bất kỳ cái gì để nó thu hút được sét hết, và nó cũng ở cái cao độ rồi rất là thấp. Cái tại vì khi xe nó di chuyển trên đường thì nó thấp hơn cột điện, nó thấp hơn cây cối bên đường, nó thấp hơn những cái nhà bên đường, thì thông thường sét nó lựa người nào cao nó đánh. Sét là nó rất là ghét người nào cao. Nguyên lý của sét là cứ ai mà nhô lên cao, cái gì mà nhô lên cao là nó đánh, nó ghét những cái gì cao. Vậy cái người nào mà lùn thì cái khả năng sét đánh là rất là thấp. Nếu mà người lùn đi giữa đám đông nha, mà xung quanh là người cao nha, nếu mà người lùn mà đi giữa cánh đồng á, mà người lùn trở thành cái bậc cao nhất thì cái khả năng bị sét cũng có khả năng xảy ra. Tại vì lúc đó cái người lùn so với người khác, nhưng khi họ đi vô cánh đồng là họ cao nhất thì vẫn có khả năng bị sét đánh nha mọi người. Chốt hạ lại một câu là khi chở kim phun sét đi trên đường không có bị sét đánh nha, yên tâm. Yên tâm mà hãy đặt hàng, yên tâm đặt hàng Lửa Việt, dù mưa gió giông bão gì nhà Lửa Việt vẫn giao hàng tận nơi, yên tâm không sao cả. Liên hệ ngay hotline của Lửa Việt 0906688114, sở hữu ngay hệ thống kim phun sét cho nhà của mình.